Sau đây học từ đầu.com xin trình bày phần demo về những cái chức năng hay gọi cách khác là những cái khả năng mà HTML5 và CSS3 có thể làm được, cũng như là điểm qua một phần lịch sử của nó. Thế thì trước khi mà chúng ta demo thì ở đây chúng ta nhớ là phải kiểm tra xem trình duyệt của mình nó có hỗ trợ đầy đủ những cái khả năng của HTML5 và CSS3 không. Thì tốt nhất các bạn nên chọn những cái trình duyệt mới nhất. Thì ở đây tôi đang dùng WinXP, tôi không có điều kiện để mà thử IE9 vì IE9 nó chỉ chạy trên Windows 7. Thế chúng ta kiểm tra bằng cách là chúng ta có thể vào cái trang sau. Một là chúng ta vào trang Detect Browser, nên thì chúng ta có thể nhìn thấy là nếu như mà nó xanh hết những cái này thì tức là nó hỗ trợ nhiều. Ví dụ như tôi đang dùng là Google Chrome, nó hỗ trợ khá là tốt, thiếu mỗi một số cái thuộc tính nhỏ thôi. Đây, Reflection và Multi Background thì nó không chuẩn lắm. Thế còn nếu như mà bạn dùng những cái trình duyệt khác, ví dụ như là Safari chẳng hạn, đấy, thế thì nó sẽ hỗ trợ kém hơn Google Chrome một chút, thì chúng ta sẽ không dùng. Hoặc là chúng ta dùng Opera, đấy thì rất nhiều cái thuộc tính của CS3 nó không hỗ trợ. Đây là Opera bản 10, còn Opera bản mới nó có bản 11 thì tôi không rõ lắm. Những cái bản mà tôi đang thử nghiệm đây đều là những bản mới nhất, nhưng mà nếu mà nói về mới nhất thì ví dụ như Firefox ở đây tôi đang dùng là bản 3.6, thế nhưng mà cái bản mới nhất nó là bản 4 cơ, nhưng nó lại đang là bản beta. Chúng ta thấy bản 3.6 thì nó thiếu hỗ trợ rất nhiều. Còn bản 4 mà bản beta thì tôi cũng không rõ. Nhưng mà tóm lại là cái version hiện tại của Google Chrome nó hỗ trợ tốt nhất thì tôi sẽ dùng. Nên chúng ta cũng phải lưu ý một chút. Nếu mà như mà chúng ta vào cái trang nếu khi mà chúng ta vào cái trang này, chúng ta sẽ thấy là có một số cái thuộc tính của HTML5 hoặc CSS3 chưa trình duyệt nó hỗ trợ cả. Những cái trình duyệt mới nhất đây. Đấy, ví dụ như bạn thấy rằng HTML5 đây, chúng ta thấy rằng có một số cái thuộc tính chúng ta nhìn thấy, ví dụ như Indexed Database nó không hỗ trợ, tí nữa chúng ta sẽ thấy ngay. Bây giờ thì tôi xin phép tôi đi vào cái phần trình bày đầu tiên, đó là lịch sử phát triển HTML và CSS. Sau đây là cái phần định nghĩa, để tạm gọi thôi. HTML5 thì xấp xỉ bằng HTML cộng CSS cộng với lại JS, xấp xỉ thôi. Còn thực ra nó không phải thế, nhưng mà thường người ta dùng những cái này cùng với nhau, CS3 và cái version mới nhất của JS. Ở cái phần đầu tiên, cái phần core, thì chúng ta có thể thấy rằng nó có một số cái cải tiến sau. Những cái API mà màu đỏ là những cái nó mới bổ sung vào mà cái bản JS cũ không có. Ví dụ như Get Elements by Class Name hoặc là Query. Ở đây chúng ta thấy rằng nó thêm một số cái attribute mới, Data ID, Data Name, hoặc nó thêm Class List. HTML5 nó có một cái tính chất rất hay, đấy là offline storage, tức là cái khả năng mà lưu trữ dữ liệu mà xuống trình duyệt, nhưng mà nó mạnh hơn là hồi xưa. Trước HTML4 nó chỉ hỗ trợ cookie thôi, cookie thì quá yếu. Ở đây chúng ta thấy rằng HTML5 nó hỗ trợ rất là tốt. Ví dụ như ở đây chúng ta có thể lưu một cái giá trị nào đó, chúng ta có thể lưu lại, và khi mà chúng ta ép lại thì nó vẫn còn Crash Safe, tức là khi trình duyệt có cái vấn đề gì đấy thì nó vẫn khôi phục lại được. Một cái tính năng nữa đấy là Web SQL Database. Đây là một cái database mà nó chạy ở trên trình duyệt luôn. Tức là ở đây nếu mà chúng ta tắt mạng đi thì nó vẫn chạy được, mà chúng ta không phải cài đặt thêm một cái database thêm vào. Chứ không như PHP là phải cài thêm MySQL. Đây tự trong cái trình duyệt đã có một cái SQL Database rồi, chúng ta chỉ việc dùng thôi. Tức là chúng ta có thể dùng trình duyệt như là một ứng dụng được, có cả database này, rồi có lệnh select đủ như là một cái database thông thường. Nếu mà chúng ta muốn xem thì chúng ta có một cách là chúng ta có thể vào inspect element. Đấy thì chúng ta vào cái storage, chúng ta nhìn ví dụ như đây database không có gì, nhưng mà chúng ta create database thì nó sẽ ra một cái table một test drop. Đấy thì nó không ra cái gì cả. Create thì chúng ta bấm vào đây nó lại ra, và chúng ta có thể thêm cả các cái item vào, ví dụ đó. Chúng ta cũng có thể xóa các cái item đi hoặc là drop cái table. Tính năng tiếp theo đó là Indexed DB, nhưng mà như tôi đã nói từ đầu đó là tất cả những cái trình duyệt hiện nay theo tôi biết thì chưa có một cái trình duyệt nào nó hỗ trợ cái tính năng này cả, như chúng ta đã nhìn thấy ở trong cái bảng này thì nó là thế. Đây không có một cái nào hỗ trợ cả. Một cái chức năng nữa đó là Application Cache, tức là cache lại. Đây đây chúng ta có thể đây chỉ định Add Event Listener, tức là chúng ta kiểm tra để xem là cái trạng thái của cách đã update chưa. Đấy là cái khả năng HTML4 không làm được. Tiếp nữa thì một cái khả năng quan trọng của HTML5 đó là real time.
Communication tức là chúng ta có thể dạng như chat này, giữ cái kết nối được. Đây chúng ta ví dụ đầu tiên thì là đây chúng ta có một cái gọi là ví dụ nha, tôi bấm thử cái nút này tìm đường và chúng ta thấy rằng đây là nút tìm đường. Cái này nó sử dụng cái chức năng gọi là web worker. Để chúng ta thấy post message này, để chúng ta thấy rằng khi mà chạy ra thì nó load rất là chậm, nếu mà không có web worker đấy nó báo lỗi. Đấy, một cái chức năng tiếp theo tôi muốn demo là cái chức năng chat. Đấy, chúng ta có thể kết nối. Đấy, rồi chúng ta có thể, nếu như kết nối được thì ở đây chúng ta có thể lại bấm hello này, hoặc là xin chào. Đó, chúng ta thấy nó đã gửi cái dữ liệu này như là chat. Một cái chức năng nữa đó là có thể can thiệp vào Twitter chẳng hạn, ví dụ như đây chat. Đó, chúng ta thử ví dụ như kết nối với twitter.com trên học từ đầu. Đấy, chúng ta thấy nó hiện. Một cái phần nữa đó chính là cái khả năng mà truy cập vào file và phần truy cập vào, tức là kết nối với lại hệ điều hành. Đấy là cái điều mà HTML4 rất là hạn chế. Ở đây chúng ta thấy ví dụ đầu tiên như chúng ta có thể kéo thẻ cái hình ảnh này vào, hoặc là chúng ta có thể bôi một đoạn chữ rồi chúng ta kéo vào. Đấy, cái này Safari hình như không làm được. Drag cũng thế. Đấy, Safari hình như cũng không làm được, tôi không nhớ rõ. Bây giờ chúng ta có thể kéo một cái hình vào. Ví dụ đây. Đó, có thể kéo một cái hình vào. Đó, chúng ta thấy. Hoặc có thể kéo một cái file ra màn hình, ví dụ như đây. Hoặc là ra một cái thư mục nào đó. Đấy, kéo file PDF để các bạn nhìn thấy ra màn hình. Đấy. Hoặc là chỗ đây chúng ta cũng có thể kéo file MP3. Đó, chúng ta có thể kéo được. Chức năng tiếp theo là geolocation, tức là định vị. Và ví dụ như tôi bấm lại thôi. Đó, khi mà tôi bấm vào cái nút này thì nó sẽ hiện lên một cái bảng thông báo. Còn lâu, đó thì tôi tìm ra cái địa điểm luôn. Đấy, chúng ta thấy chưa? Chức năng tiếp theo là device orientation. Thì cái chức năng này thì nó chỉ có thể hoạt động được trên những cái thiết bị như là điện thoại cảm ứng. Điện thoại nó có đổi được cái chiều, ví dụ như hoặc là tablet dạng như iPad hoặc iPhone. Khi mà chúng ta xoay ngang xoay dọc nó có thể hiện được, trên máy tính thì có vẻ chúng ta sẽ không thử được cái chức năng này. Rất tiếc là tôi thử trên tablet thì nó sẽ tốt hơn một chút. Đây là chức năng nhận dạng giọng nói vị. Ở đây tôi thử nhá, ví dụ thử một hello. Rồi, tốt. Một cái mới của HTML5 đấy là nó cung cấp những cái thẻ mới, những cái phần tử mới mang tính chất semantic hơn là hồi xưa. Ví dụ như hồi xưa thì chúng ta thường dùng div id bằng header, div id bằng nav, div id bằng section. Nhưng bây giờ họ có luôn thẻ header luôn, thẻ section luôn. Đây là một số cái thẻ mà nó có thể dùng cho ứng dụng được. Ví dụ như ở đây chúng ta thấy rằng chỉ cần progress thì nó sẽ tự động tạo thành cái biểu tượng như này, hoặc là meter đo. Ví dụ như ở đây chúng ta thấy đặt value bằng 91 thì nó được 91%. Ở đây thì chúng ta thấy rằng progress cũng thì nó sẽ ra được như này, nếu mà chúng ta đặt cái thuộc tính như sau nó sẽ ra như này. Đây cũng là một số cái attribute mới. Đấy, macro data nó cũng có một số cái mới. Đây là một số cái attribute mới nữa. Đây là những cái phần tử form mới, ví dụ như là input type bằng email, hồi trước chỉ có input type bằng text thôi. Thế thì ví dụ như chúng ta mà chơi những cái thiết bị như iPhone mà làm như thế này thì nó sẽ rất tiện. Các bạn khi nào các bạn thử, ở đây không có điều kiện thử, không có iPhone. Một cái khả năng nữa của HTML5 đấy là graphic và multimedia 2D và 3D. Chúng ta có thể thấy rằng ví dụ như đây CSS deflection nó hiện lên thêm cái bóng đổ ngược lại video. Đấy, âm thanh. Đây. Power. Đấy, dùng những cái lệnh đây. Đây là khả năng vẽ canvas 2D. Đây là trên mã nguồn từ cái thể hiện. Ở đây là một cái ví dụ như chúng ta có thể export cái hình này thành một cái hình. Đó, thì những cái khả năng này thì HTML4 thì sẽ có cái vấn đề. Thực ra thì HTML4 nó cũng support canvas khá tốt đấy, nhưng mà không bằng HTML5. Đây, canvas 3D thì cái này không thể hiện được, cũng không thể hiện được. Đây, khả năng vẽ một cái hình tròn có gradient, tức là bóng nó đổi màu của cái hình trở trên tọc cái hình gradient. Đây là khả năng zoom. Còn phần tiếp theo là CS3, chúng ta sẽ trình bày sau.